Trong một mỗi tuần một nhân vật điện ảnh, Hương Thơ xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về một trong những ngôi sao trẻ từng được đề cử giải Oscar, có đôi mắt xanh thẳm và một khuôn mặt lanh lợi, đó là Saoirse Ronan. Cô tên thật là Saoirse Una Ronan, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1994 tại Bronx, New York, năm nay 23 tuổi, cao 5'6", là người con duy nhất của gia đình gốc Ireland và Scotland. Tuy sinh ra ở New York, nhưng Ronan đã cùng với cha mẹ chuyển về sống tại thành phố Glasgow ở Scotland năm 2003 và cô đã được cha mẹ giáo dục tại nhà. Cha là một diễn viên nên lúc còn bé, Ronan đã được làm quen với ánh sáng trường quay khi được cha đưa tới thăm các phim trường mà ông đóng như các phim The Devil's Own hay Veronica Guerin. Bước vào diễn xuất từ khi còn nhỏ và bắt đầu nghiệp diễn tại Ireland khi tham gia vào một loạt phim truyền hình vào năm 2004. Cũng trong thời gian đó, Ronan có nỗi thất vọng đầu đời trong sự nghiệp khi để tuột vai diễn Luna Lovegood trong siêu phẩm Harry Potter and the Order of the Phoenix. Why don't you talk to Robin? I do. We just move in different circles, that's all. Dear Cecilia, you'd be forgiven for thinking me mad. Tuy nhiên nỗi buồn đó không kéo dài lâu khi Ronan được tin tưởng trao cho một vai diễn nặng ký hơn, đó là vai cô tiểu thư Brittany Tallis lúc nhỏ trong bộ phim chuyển thể Atonement năm 2007 của đạo diễn Joe Wright. Bộ phim này đã giành được 6 giải Oscar, trong đó Ronan đã được một đề cử giải Oscar cùng với đề cử giải BAFTA và Quả Cầu Vàng ở tuổi 14 cho hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. You ought to call the police. You saw him? Yes, I saw him. I know it was him. You know it was him? I saw him with my own eyes. Trong phim này thì Ronan thủ vai Bronny là một cô bé 13 tuổi xuất thân từ một gia đình quý tộc nước Anh vào năm 1935, đã phạm sai lầm to lớn do lòng ghen tị và đố kỵ. Cô đã gây ra bi kịch và chia liệt tình cảm của người chị ruột là Cecilia với Robbie, là con trai của người giúp việc nhà. Hai vai này do James McAvoy và Keira Knightley thủ diễn. I love you. Come back to me. They gave me a choice. Brittany đã gán cho một tội danh mà Robbie không hề phạm phải. Sau đó anh đã bị đẩy đi lính trong chiến tranh thế giới thứ hai và không bao giờ trở về. Cecilia không bao giờ tha thứ cho em gái và sau đó cô cũng mất trong chiến tranh. Đó cũng là bi kịch của chính Brittany, luôn sống trong ăn năn dằn vặt và tìm cách chuộc tội trong suốt quãng đời còn lại. I will find you. I'm very, very sorry for the terrible distress that I've caused. Từ năm 2008 đến 2013, Ronan đã thử sức với nhiều bộ phim khác nhau, gồm phim tình cảm lãng mạn I Could Never Be Your Woman, đóng chung với hai siêu sao Michelle Pfeiffer và Paul Rudd. Exit. Maybe there's a way out of Ember. Look around every corner. You never know where you might find a clue. It's too dangerous. There's a way out. I have proof. Show me. We stand united against the darkness. Phim khoa học viễn tưởng The City of Amber đóng chung với Diane Kruger và Bill Murray. Phim bi kịch siêu nhiên Death Defining Acts đóng chung với Catherine Zeta-Jones và Guy Pearce. It's about proof. I haven't seen him this crazy since his mother died. That's not crazy, Mr. Shikamaru. It's love. So what does the great Houdini want? Because he doesn't want me. I, Harry Houdini, shall discover the truth for all of us. Showbiz is showbiz, Harry. He's waiting for you. The angel with fire and tear. You're
freedoms. Phim chiến tranh The Way Back đóng chung với Colin Farrell và Ed Harris. Phim hành động Hannah đóng chung với Cate Blanchett và Eric Bana. The girl is still alive. If we're going to be friends, you're going to have to be honest. I'd like to have a friend. What is it? It's something about me. I don't understand the rest of it. What's wrong with you? Whatever you do, promise not to follow me. I promise. Hannah! Try to prepare you. You didn't prepare me for this. Sometimes children are bad people too. Did she turn out as you hoped? Better. Phim hành động Violet and Daisy trong vai một sát thủ tuổi teen. What does she do? Expecting company. We probably don't want to be here when they arrive. Phim kinh dị tâm lý Byzantium trong vai một thiếu nữ bị mẹ biến thành ma cà rồng và phim khoa học viễn tưởng How I Live Now. They're coming. Let her go. If the world doesn't end, if we can't get through this, I want to be home with you. And that's how I live now. Tài năng Ronan lại được công nhận thêm một lần nữa với phim The Lovely Bones, xin tạm dịch là Hình hài dấu yêu, của đạo diễn lừng danh Peter Jackson, người đứng sau thành công của loạt phim The Lord of the Rings. Shipmate, take it away. First name, Susie. Bye, Dad. Bye, Susie. You are beautiful, Susie Salmon. I was 14 years old when I was murdered. You're the Salmon girl, right? On December 6, 1973. Nghe tin đạo diễn của Chúa Nhẫn đang tuyển vai chính, Ron đã được gửi một cuộn băng ghi hình cô thử vai và Jackson đã chấm cô ngay lập tức dù chưa từng gặp mặt, khiến cho Ronan đã sửng sốt mấy ngày liền do lần đầu tiên được cộng tác cùng với một tên tuổi lớn như vậy. Ban đầu, gia đình của Ronan khá lưỡng lự cho con gái tham gia bộ phim này, vì cốt truyện phim nói về một nữ sinh trung học 14 tuổi bị cưỡng hiếp và sát hại một cách dã man bởi một tên hàng xóm đội lốt hiền lành. Sau khi chết, đau đớn trước nỗi buồn của cha mẹ và căm hờn khi thấy kẻ sát nhân nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, linh hồn cô bé đã quay trở lại từ thiên đường để ngăn chặn âm mưu thực hiện những tội ác khác của kẻ sát nhân. I waited for justice, but justice did not come. You're a Salmon girl, right? Diễn xuất tuyệt vời của Ronan đã được tạp chí Time ca ngợi là một phép thuật kỳ diệu. Dù cho bộ phim có sự góp mặt của các ngôi sao hạng A như là Susan Sarandon, Mark Wahlberg và Rachel Weisz, Ronan đã nhận được giải Critics' Choice Award cùng đề cử BAFTA lần thứ hai ở tuổi 15. If her will has survived along with her memories, she may resist from within. Sinh hoạt của Ronan từ năm 2015 cho đến nay, cô đã tham gia phim khoa học viễn tưởng The Host đóng chung với Dan Kruger và nhận được đề cử giải Oscar lần thứ hai cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai Alice Lacy trong phim chuyển thể Brooklyn. Afraid that I wouldn't come back. Yeah. Home is home. Ireland must seem very backward to you now. Is that Jim Farrell I saw? He's a catch for someone. I have a life halfway across the sea. Your life here could be just as good. If you go back, I have nobody.
Tham gia vở kịch The Crucible trên sân khấu Broadway, tham gia chương trình Saturday Night Live và phim tâm lý Lady Bird vào năm 2017. Với phim này, Ronan đã thắng giải Quả Cầu Vàng, đề cử giải BAFTA và Screen Actor Guild cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bộ phim độc lập này được xem là ứng cử viên nặng ký cho buổi trao giải Oscar năm 2018. Được biết, dự án tương lai của Ronan là cô sẽ vào vai nữ hoàng Scotland Mary Stuart trong phim bi kịch Mary Queen of Scots và phim tình cảm chuyển thể The Seagull. Sau đây là những chi tiết thú vị về ngôi sao 23 tuổi này. Ronan có hai quốc tịch Hoa Kỳ và Ireland. 2013, cô mua căn nhà ở Ireland và từng sống vài năm ở đó trước khi định cư tại New York vào năm 2016. Năm 2010, Ronan được mời làm thành viên trong Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh và cô cũng trở thành đại sứ cho Irish Society for the Prevention of Cruelty to Children, một tổ chức phòng chống hành hạ trẻ em. Vào năm 2016, Ronan xuất hiện trong danh sách 30 ngôi sao nổi tiếng dưới 30 tuổi, 30 Under 30 của Forbes, trong cả hai phiên bản châu Âu và Hoa Kỳ. Hình ảnh của cô cũng được đăng trên bìa của tạp chí Time như là một trong 10 người trẻ dẫn đầu để trở thành những người dẫn đầu thế hệ sau. Tên của cô là Saoirse, là một từ tiếng Ireland cổ, nghĩa là tự do. Ronan có một chú chó gần giống như chú chó chăn cừu tên là Shashi. Chú chó là vật mà Ronan nhớ nhiều nhất mỗi khi xa nhà. Ronan không xem bóng đá nhưng dành nhiều sự ủng hộ cho đội bóng Manchester United. Người tình đầu tiên của Ronan là nam diễn viên George MacKay. Họ gặp nhau khi đóng chung phim How I Live Now. Và đó là Saoirse Ronan, ngôi sao thuộc thế hệ những nữ diễn viên tài năng với nhiều vai diễn được đánh giá cao của Hollywood và là nữ hoàng tương lai của kinh đô điện ảnh thế giới trong một mỗi tuần một nhân vật điện ảnh do Hương Thơ phụ trách. Hương Thơ cảm ơn sự theo dõi quý vị và xin hẹn quý vị vào lần sau. Xin kính chào.